Anh Nam có sao không? Mày làm cái gì đó? Báo thù! Báo thù! Kính thưa các bạn thân mến, với việc sở hữu NFT về dự án phim thì bây giờ chính thức các bạn đã trở thành những nhà đầu tư phim chuyên nghiệp. Đó. Và quyền lợi của các bạn là gì? Quyền lợi của các bạn sẽ được hưởng doanh thu, phần trăm doanh thu của phim khi mà phim bắt đầu công chiếu. Và hơn tất cả những điều đó là các bạn đã đưa lại cho chúng tôi. Đó chính là cái gì nữa? Mua đi không, người ta mua hết bây giờ. Tinh thần. Bấm cái mua liền luôn. Xong tiền điện, tiền nước, tiền nhà tháng này bay sạch luôn. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các bạn. Các bạn đã cùng hợp tác với tôi trong dự án phim của mình. Tôi cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cái gì đây? Tiền nhà tháng này em trả cho. Nè, chuyện nào ra chuyện đó nha. Ăn nhở đậu tính leo lên đầu tôi phải không? Đây nhà em mà. Anh ở kế rồi. Em trả chủ nhà luôn cho. Anh còn tiền mà. Còn cái nịch. Lo mua đi kìa. Đạo diễn anh thích nhất mà. Không mua tôi không ngủ được cho coi. Ok, Sugar Mommy. Chẳng hay mới sáng sớm mà Sugar Mommy đi đâu sớm vậy hả? Sốt bút em đi chụp. Ủa, diễn viên mà suốt ngày đi làm mẫu ảnh vậy? Thì diễn viên, nhưng mà anh không đưa phim cho đóng thì giờ người ta phải đi chụp để kiếm tiền nuôi anh chứ sao. Lấy đi, chào tài trợ nè. Có tiền anh làm phim cho em ly. Có ai hố anh đâu mà lo. Kiểu gì anh cũng làm được phim cho mình mà. Hello everybody. Cuối tuần ai cũng đi trễ ha. Hừ ghê. Làm gì giờ mới tới vậy? Ta về hết trơn luôn rồi trời. Anh bận đầu tư vào một cái dự án rất là to, của một đạo diễn rất là lớn, bởi một số tiền rất là không có bự. Nên nói gì cũng được hết á, mệt. Không có bự là nhiều. Đó là một câu hỏi lớn không lời đáp á, cho tới bây giờ mặt vẫn nhăn nè. Trời ơi anh Tàu ơi. Trời ơi, dạo này không xài dưỡng ẩm đúng không? Đuôi mắt nè, chân chim nè, phân chim nè, trời ơi. Thôi đi. Đây là cái thằng sộp nha. Ráng đi. Chứ tụi bay á là mang những cái quần què á. Hơn một năm trời rồi. Không ai đầu tư cho mình sản xuất phim hết. Dạ, để lần này em ráng em kịp ổng lại xíu. Làm nghệ thuật á, mình phải xóa. Mày im. Lần này á, kẻ thằng thông mới trình bày. Nó là sản xuất, nó biết khách hàng cần cái gì. Hello, em là đạo diễn, biết bộ phim cần cái gì. Không có thằng đạo diễn nào như mày. Mày hết làm á, ăn lẩu hút cần. Rồi á, mày làm tới á, cái giọng là bắt ỉa. Ma nó. Nó hù khách hàng tao chạy hết trơn à. No, cái đó là một phút bốc đồng thôi, hiểu không? Bây giờ mình, em có cái concept này, mình gọi là The Golden Penis. Benic con. Con kêu, cái đó là con kêu. Bằng cách đem nền văn hóa đặc trưng của người Sài Gòn cùng với những cách xử lý thông minh vào trong nội dung giang hồ thì đây luôn là đề tài có sức hấp dẫn đối với khán giả trẻ. Bộ phim của tụi em sẽ là bước ngoặt mở ra thế giới phim ảnh nghiêm túc hơn so với những tác phẩm đang có trên thị trường. Em xin hết. Dạ, không biết anh thấy dự án này sao ha, anh Năm Lành. Tôi thấy mấy nội dung về giang hồ nó đang bão hòa rồi. Bây giờ mình còn làm mấy cái này mấy tháng sau đem chiếu ai mà coi. Thiếu sức hút, thiếu sự thú vị. Mình làm phim thì mình phải daring lên mấy đứa. Thấy không? Phải làm cái gì đó thiệt là độc đáo mà không ai dám làm. Cả ngày trời không có cái phim nào ra hồi. Thank you.
cuối cùng à. Tới đúng lúc lắm. Chào mọi người. Hey. Chào em. Sao à? Hả? Đâu có sao. Chẳng qua là hai vị đây nè. Một người là nhà sản xuất phim chuyên nghiệp. Đây, 18 năm kinh nghiệm agency. Cả hai quyết định là anh nên căm mỏ đi để mấy người tự trình bày kế hoạch cho nhà tài trợ. Rồi cuối cùng sao? Ôi, em phải coi cái mặt ổng lúc đó kìa. Ổng tin gì? Năm lành. Ừ, năm lành. Ổng lúc đó ổng đổi tên năm dữ luôn cũng vậy nè. Không có độc đáo, không có thú vị. Phim gì ai mà làm, em phải đẻ riêng lên. Vậy là fail rồi hả? Ơ khoan anh đẹp trai, chờ xíu. Ê, làm cái gì vậy? Ai đây? Đạo diễn, em sẽ là người đưa cho anh những cái ý tưởng đột phá chưa bao giờ được thực hiện. Anh... Năm lành, năm lành. Chúng ta có ý tưởng tên là The Golden Penises. Má ơi, số nhiều luôn. À, mình sẽ nói về một cái ý tưởng kinh doanh chưa từng có trên thế giới. Đó là kiếm tiền từ những con khiêu. Hào lao. Ủa anh, bây giờ mình có một cái khởi nghiệp mà mình phối hợp, mình hợp tác được với những cái nam diễn viên nổi tiếng, những nghệ sĩ nổi tiếng, những ca nhạc sĩ nổi tiếng. Bây giờ họ cho phép mình dùng con khiêu của họ để làm khuôn, xong sản xuất sex toy hàng loạt bán cho fan girl chính thức của họ. Tiền nhiều lắm. Nhưng mà dễ gì để họ đồng ý thường tham gia thực hiện đối với cái chương trình đó đúng không anh? À, mà chủ kể chúng ta làm phim ở cái bối cảnh Việt Nam thuần phong mỹ tục nữa. Vậy làm sao, làm cách nào để mà cái nhóm khởi nghiệp đó nó hoàn thành cái câu chuyện đó, nó thuyết phục họ, nó có nhúng chàm, nó có lừa đảo ai hay không? À, anh thử tưởng tượng nha, nếu anh là khán giả, anh có thấy một cái niềm thôi thúc biết được những câu trả lời này không? Cậu có kịch bản chưa? Cậu đạo diễn Hà Vũ, đạo diễn Hà Vũ. À, tóm lại kịch bản thì tụi em sẽ gửi anh sớm thôi. À, còn cụ thể hơn thì anh liên hệ anh sản xuất Thông Nguyễn. Đau! Đau! Nói cái gì vậy? Hay mà. Vô mà. Vô mà. Ờ. Vậy cuối cùng là người ta chịu đầu tư rồi hả? Ủa ai biết? Nội dung người ta ok rồi, còn lại là do hai vị đây nè. Chứ hai vị sẽ không phụ công sức cánh tim còng lưng của tôi ha. Trời ơi, sao nhiều đồ ăn vậy? Bởi mới nói em tới đúng lúc mà hả? Đúng lúc ăn mừng á. Anh Khao hả? Ôi, nói gì rùng rợn vậy? Anh Tàu bao, không? Ăn đi mọi người ăn tự nhiên đi chứ mất công ăn không hết rồi, đồ ăn nó coi thường rồi. Tao mời mắc mớ gì á, mày kêu bằng gái mày tới ăn ké nè. Anh nói gì không đúng rồi. Lý do thứ nhất á, anh phải bao á, tại anh Linh á, nó là nữ chính của phim mình. À, lý do thứ hai anh phải bao á, cái ý tưởng này nè, là nó nghĩ ra đó. Hả? Cái gì? Ông ngon luôn phải không? Nhìn vậy á, chứ tình trùng thượng não lắm. Được, được, được. Vậy Linh, em muốn ăn món gì? Cắt thịt bò cho Linh ăn không? Em ăn dập đi Linh. Và bà ế sau 30 em mới yêu. Quyên thì quyên vậy thôi chứ ai mong. Sau 30 thì ai ngóng ai trông. Nếu tới đó mà bà vẫn ế chẳng mong thì tôi đây sẽ vẫn mong chờ bà đồng lòng. Sau 30 nha, sau 30 nha, sau 30 nha, sau 30 nha. Sau 30 mà chỉ có bồ là tôi xíu nghe. Tôi nghe là anh Phú. Tao nói với tụi bay từ năm ngoái rồi chứ không phải bây giờ. Giờ tới mùa phim rồi. Phim của tao bút mầm mà. Mấy đâu người đâu mà dựng phi tao bay hoài. Từ từ, tới đâu tính tới đó. Có gì tao đem sụt qua đây tao tự dựng hả? Mấy đâu cho mày dựng. Phim trường người ta bút kính lịch hết trơn rồi. Hôm bữa tôi có hứa với ông á, là khi nào lịch phim trường rảnh thì ông xuống đây tôi cho quay miễn phí. Bây giờ ông về sắp lịch lẹ lẹ đi, người báo tôi. Thông nó sắp lịch xong rồi tôi kêu nó báo không hả? Ừ. Thôi gán đi. Mới làm phim lúc đầu ai cũng cực hết chứ. Mai mốt rồi làm mấy dự án lớn nó còn cực hơn nữa đó. Thôi tôi đi với nha. Rồi, dạ rồi, dạ rồi. Tụi lát tụi em sẽ qua. Dạ, dạ. Nhà tài trợ nói lát nữa qua nhậu với họ kìa. Không đi. Đi đi mới có tiền làm phim chứ. Có tiền với họ kiếm mấy đạo diễn quyền như tao làm gì? Ái mộ tao hả? Ờ. Thôi thế nào mà chả kêu mấy đứa nhỏ nữ diễn viên đồ ra hầu rượu mấy ông. Nhìn gì? Nhìn anh mày đi, trên răng dưới lăng quăng nè. Giờ ai mà thèm đi theo, ai mà thèm nhậu.
chuyện tôi không tiện nói với cậu á. Có gì cậu trao đổi với em tôi nha. Chúc mừng giải phim của thành công. Anh Năm á, anh đang phân vân lựa chọn phim của anh với lại ba phim khác để mà tài trợ độc quyền. Nói thẳng ra thì phim nào nó cũng có cái độc đáo của nó. Riêng phim của anh á, tôi thấy có nhiều tiềm năng lắm nha. Chỉ cần thêm một chút cái gì đó, nó sẽ tuyệt vời hơn. Là gì? Cảnh set. Cảnh set. Nhưng mà phải làm cho thật nha, chứ đừng có che che nhìn giả tạo lắm. Những ngày quay đó anh Năm sẽ trực tiếp giám sát đó. Ủa? Vậy anh Năm phải thuyết phục mấy diễn viên họ đồng ý kia hả? Ấy, cái đó là phải ở anh chứ. Với lại con bé hồi nãy hợp ý anh Năm lắm á. Dạ có việc gấp đi rồi. Nè, con sao đi nha. Chứ vui quá. Rồi dạ, dạ thôi mấy anh ngồi chơi, em đi công việc trước. Dị Linh, em sao vậy? Tự nhiên bỏ về vậy, người ta đánh giá mình chết. Hôm nay em bỏ đi chụp, em đi với anh. Vậy mà giờ anh đưa em đi tiếp khách. Tiếp khách là một cái từ đó rất là kỳ để dùng trong tình huống này. Vậy mấy thằng cha đó là ai? Nhà đầu tư mà. Mình cũng đi ăn với nhau đúng không? Trời ơi, con cua Cà Mau đó nó... Chắc chứ có mấy khi anh được đi ăn với em vậy đâu. Anh nghĩ là em đi với anh vì ăn mấy cái thứ đó hả? Tối em thay đồ đi đâu? Đi đâu kệ em. Có chuyện gì rồi phải không? Thằng cha đó bóp đít em trong nhà vệ sinh hả? Má, đâu biết gì. Em đi đâu? Em đi tới nhà bạn cái. Bao giờ bạn tụi em về? Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh đập cái đống giấy này mình làm gì? Mình còn làm mà. Anh muốn đập á thì đập thằng chó đó kìa. Cái này là triple kill mà. Ơ,
Đâu? 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 Tay bóp ít con gái nhà người ta hả? Đâu bóp bằng tay này đâu? Cái gì? Tụi mày đánh nhà tài trợ? Cái giới làm phim này nó nhỏ xíu à. Thằng cả chỉ cần nói một tiếng thôi là mai mốt không ai bỏ tiền cho tụi mày làm phim nữa, hiểu không? Đồ ngu. Thằng cả không tài trợ thì thôi, từ từ kiếm cách khác. Mất mớ gì tụi bay quánh người ta hả? Cái gì? Ông đụng chạm nữ diễn viên của người ta còn đòi quay cảnh sát nữa. Man, cái giới làm phim này nó nhỏ xíu à. Nó chỉ cần nói một tiếng thôi là từ nay về sau không có ai đưa phim tới cho mấy ông làm nữa, hiểu không? Ủa? Thằng anh mày ở đâu rồi? Phải chăng trưởng thành là chia ly? Này mưa ngừng đi, những dải khờ nắng nào là những giấc mơ anh còn mãi đi tìm. Một giấc mơ xa xa, màu hoa hương xưa phôi pha mùa cũ mưa xa. Góc phố thành thang người lại qua, riêng anh một mình lạc lõng giữa khung trời nhớ hai mãi. Phải chăng trưởng thành là chia ly? Chủ quán ơi, khách mời. Anh Hiệu, trời ơi, vô trong đây mà cũng còn phát hiện được. Ai vậy? À, người hâm mộ. Số này bị xui á. Cái dân làm phim ít có ai mà tào lao rồi. Chứ anh làm phim mấy chục năm nay rồi, anh có bao giờ gặp chuyện giống vậy chưa? Khi mà mình chuẩn bị ra một cái sản phẩm á, là cái điều nó làm cho mình đau đầu đầu tiên nó vẫn là tiền. Em đã làm một cái nghề nào đó thì em phải biết yêu và quý nó. Nghề thì mình không bỏ được thì chắc chắn nghề cũng sẽ không bao giờ bỏ mình. Dạ. Yeah. Nhưng mà có nhiều thứ khác nó từ từ nó bỏ mình đi em ơi. Thôi vậy anh. Nhưng mà sao anh ra đây? Thì mình sắp quay rồi mà. Sắp quay cho nên nó có nhiều áp lực nè. Thì áp lực nên ra đây. Anh có thấy chỗ nào không vui về chuyện mà có nhiều nhà đầu tư vậy? Ủa? Ai nói anh không vui? Anh tưởng anh. Vậy nè, em mở cái đầu ra em tính thử cho anh coi. Cái ngày phim mình ra mắt á, cứ mỗi một nhà đầu tư là người ta rủ gia đình của người ta nè đi xem thôi, là mỗi một ngày mình kiếm được khoảng cả trăm ngàn vé. Trời ơi, anh nói thật với em, cái cảm giác của anh bây giờ là anh cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được người ta ủng hộ một cách là nhiệt tình hóa như vậy. Vậy cuối cùng là anh cảm thấy nó áp lực ở chỗ nào vậy? Đâu có áp lực mày đâu. Anh tự tạo áp lực ra cho anh đó chứ. Tại vì cái dự án của mình á, mà có tới mấy chục ngàn con người ta mà người ta tin tưởng càng nhiều vậy đó, là mình không thể nào mà làm cẩu thả được. Đôi khi mình tự tạo áp lực để mình thành công lên, hiểu chưa? Ước gì em có trải nghiệm được cái cảm giác giống anh.
khỏi ướt. Đây, cứ gọi điện thoại cho con bé này, nói là anh Hiếu giới thiệu qua. Nhưng mà quan trọng là nếu mà làm sai hay là làm thất bại là bị chửi đáng chịu rồi nha. Cảm ơn anh nhiều. Để em về em làm liền. Ê, nãy uống nhiều chưa? Tao thấy mặt mày đỏ lắm rồi đó. Đi đứng cẩn thận nha. Hay là mày kêu bạn gái mày đưa mày về đi. Bây giờ nó ở đâu em cũng không biết mà kêu anh. Không phải em bé đó mắt to, mũi cao, mỏ chù chù, da trắng trắng không? Dạ đúng rồi anh. Ừ. Ủa em đâu có kể gì về nó với anh đâu anh. Đạo diễn mắt nó lanh lắm. Không phải con bé đang đứng đâu. Đó, cặp mắt hình viên đạn đó. Đúng không? Anh đúng là đạo diễn nổi tiếng nha. Vậy anh đạo diễn nổi tiếng tính tiền giùm em về trước nha. Ừ, tính về đi. Cảm ơn. Cố gắng nha. Dạ. Uống nhiều chưa? Đủ nhiều để thấy Linh càng ngày càng xinh. Vậy có khác gì chưa uống đâu. Đi về. Uống nhiều rồi. Chóng mặt cũng chết rồi. Cậu anh về. Nấp người quá, anh ước em sẽ cảm nhận hết sức.